lũ con người chết tiệt, lúc yên bình thì hay bắt con cháu của bọn ta để nghiên cứu, rồi lúc gặp nạn thì lại cầu cứu các tai tình to lớn bọn ta. Không biết lần này bọn chúng gặp chuyện gì mà lại cầu cứu bọn ta đến giúp. Được rồi, nhanh chân di chuyển tới đó, nắm bắt tình hình, rồi báo cáo cho tai tình TV Phu Mệnh cùng với tai tình La Che mới được. Này, à? Tịch khốn kiếp kia, mau đứng lại. Cái quái quỷ gì nữa đây? Hả? Hình như là tai tình TV Man và tai tình Camera Man. Không phải. Bọn chúng dường như là những đứa nhỏ. Lần này, bọn ta sẽ báo thù lũ khốn kiếp các người. Chuẩn bị chết đi. Cái gì chứ? Báo thù à? Đây là lần đầu tiên ta gặp các người, thì có thù oán gì? Các người có bị làm sao không vậy? Chính cha ta đã bảo rằng các loài tai tình của các người mấy tháng trước đã làm cho bọn ta trở nên nông nổi như thế này. Bây giờ không nói nhiều nữa, mau tiến lên giết chết thứ khốn kiếp này đi. Thôi, chết tiệt, những cái đứa nhóc con này các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi từ đâu đến? Không nói nhiều với hắn nữa, mau kết thúc hắn luôn đi. Chết rồi, chúng ta giết được một tên rồi, cho hắn rớt xuống. Chúng ta sẽ lấy thủ cấp của hắn đem về cho cha. Ủa, tai tình La Che Man mới sáng sớm, người qua đây có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Thuộc hạ của tôi có một đứa rất thích thuộc hạ của bà. Tôi tới đây hỏi vợ cho nó đó. Cái gì? Trời đất ơi, tôi tưởng đâu ông tới đây là định hỏi tôi làm vợ của ông chứ. Hú hồn. Thôi được rồi, tôi cũng nghe thuộc hạ của mình nói về chuyện này. Tôi đồng ý sẽ tác hợp cho hai đứa nó. Thật là quý hóa quá. Cảm ơn bà nhiều. TV Vũ Mạnh à. Cô, làm ơn. Cô, tôi tài tình TV Vũ Mạnh, tài tình La Dê. Làm ơn, hãy giúp đỡ chú thể của chúng tôi. Tài tình Flashman, bóng đèn, mất tích, không thể quay trở về nữa. Cô. Ủa, kẻ nào to gan đột nhập lãnh địa TV Vũ Mạnh ta đây rồi la âm sầm hết vậy? Hả? Là thuộc hạ của tai tình Blackman à? Ngươi nói cái gì? Chú thể của ngươi bị mất tích à? Cái gì chứ? Ngươi mau nói rõ hơn xem nào. Thưa hai ngài, mấy hôm trước có một tên con người bị thương tích. Hắn đã tới cầu cứu chú thể của chúng tôi, bảo chú thể của chúng tôi hãy đến thế giới của lũ con người để giải cứu bọn chúng khỏi lũ quái vật. Chú thể của chúng tôi động lòng nên đã giúp đỡ bọn chúng, nhưng đã đi mấy ngày rồi, không thấy về nữa. Chết tiệt, thế giới con người vừa xảy ra chuyện với tên Skibidi Electric Man, bây giờ lại xảy ra chuyện khác nữa à? Không hay rồi, có khi nào lũ con người vong ơn bội nghĩa đã tạo ra cái bẫy này đi dụ dỗ Blackman tới và khử khẩu ta hay không? Được rồi, tai tành Laser Man, ghét qua chuyện cưới hỏi của thuộc hạ chúng ta sau đi. Nhanh chóng tiến tới thế giới của con người, xem thử Blackman như thế nào rồi. Tôi biết rồi, tiến lên nào. Nhìn kìa, tai tành Laser Man. Hình như đó chính là tai tành Blackman. Sao cậu ấy lại nằm ở đây chứ? Mau lại kiểm tra cậu ấy như thế nào đi. Được rồi. Đây, Blackman, cậu có sao không? Mau, trả lời tôi đi. Chết tiệt, đầu của cậu ta, đâu mất tiêu rồi? Cô kêu, cậu ấy chết rồi. Cái gì chứ? Không thể nào. Thứ gì, đã giết chết và lấy mất đầu của cậu ấy chứ? Không lẽ là lũ con người? Không đúng, lũ khốn kiếp đó. Làm sao có thể hại được cậu ấy? Không phải lũ con người gây ra đâu. Cơ thể của tai tình Blackman bị bám dập. Cậu ấy dường như đã chiến đấu với thứ gì đó. Hả? Có ai đây tới gần chúng ta kìa? Là tai tình TV Man và Camera Man hay sao? Sao hôm nay nhìn họ lạ vậy? Không phải, mà chỉ là những đứa nhỏ khổng lồ mang hình hài của những tai tình cổ đại trước đây. Chết tiệt, lại thêm hai kẻ lén phán tới đây. Hay lắm, thì ra là lũ tai tình khổng lồ các ngươi nữa à. Sẵn tiện, bọn ta sẽ giết luôn các ngươi để tiếp tục báo thù. Mẹ kiếp,
Không lẽ hai thằng nhóc con này đã gây ra cái chết của Titan Blackman? Đồ chết tiệt kia, bọn ta không thù không oán với các ngươi. Các ngươi tại sao lại ra tay độc ác đến như thế? Bởi vì chính các ngươi đã làm cho gia đình bọn ta tan nát. Cha ta và bọn ta phải trở thành hình hài xấu xí như thế này. Bọn ta sẽ giết sạch lũ Skibidi Titan các ngươi. Đừng nói nhiều với bọn chúng nữa, Titan Laserman à. Tôi sẽ thanh trừ bọn chúng để báo thù cho Titan Blackman của chúng ta. Lũ khốn kiếp, lũ khốn kiếp. Trời, bọn chúng giết chúng con. Hay lắm, Upray Titan vô mạnh. Cơ thể của cậu càng ngày càng mạnh mẽ đó. Không biết lũ khốn kiếp này có sức thần như thế nào. Tại sao bọn chúng lại căm thù chúng ta đến như thế? Các ngươi mới là lũ khốn kiếp, dám giết chết con của ta. Lại thêm kẻ nào nữa kia? Chết tiệt, lần này là một Titan Radio Man à? Đúng vậy, chính là ta. Và các con của ta là Titan Baby TV Man và Titan Baby Camera Man. Bọn ta không đối trời chung với lũ khốn kiếp các ngươi. Còn các ngươi là sẽ không có bọn ta. Mẹ kiếp, ngươi ăn bậy được chứ nói tầm bậy không được đâu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tại sao ngươi lại nói là có mối hận thù từ rất lâu chứ? Đã vậy con của các ngươi ra tay sát hai đồng đội bọn ta trước. Bọn ta lấy mạng bọn chúng là không có gì sai cả. Cầm mồm cho ta. Chính vì các ngươi, các ngươi mấy tháng trước đã đánh nhau với một Skibidi Toilet Electric Man. Đạn của các ngươi đã văng vào nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta sụp đổ. Gia đình chúng ta bốn người đã chết hết một. Ta thì đã đập đầu vào cái đài radio và biến thành một người radio man như thế này. Tội nghiệp hơn là hai con của ta còn bé xíu thì đã bị cái tivi và các camera rớt trúng đầu, biến bọn chúng thành những baby đầu quái vật kinh dị. Thì ra các ngươi cũng có xuất thân là con người giống bọn ta. Dừng lại đi. Chỉ là sự hiểu lầm. Bọn ta không có ý đâu. Lúc đó bọn ta chỉ cứu lũ con người các ngươi thoát khỏi tên Skibidi Toilet Electric Man mà thôi. Come on. Gia đình của bọn ta đã trốn kỹ dưới hầm rồi. Tên Toilet Electric Man gì đó hắn đã đi qua và nhà của chúng ta đã thoát được rồi. Vậy mà các ngươi xuất hiện lại chiến đấu với hắn, gây đạn nổ bay tùm lum chúng nhà của ta, biến bọn ta thành thế này. Đừng nói nhiều với hắn làm gì nữa. Upray TV bố mạnh, giết chết hắn luôn đi, báo thù cho Blackman. Khốn kiếp. Dừng tay lại đi Titan Laserman. Chết tiệt, tại sao không để tôi giết chết thứ khốn kiếp này luôn chứ? Nói nhiều với hắn làm gì? Lũ chết tiệt. Các ngươi tại sao lại cứu ta? Ngươi bình tĩnh đi, tất cả là sự hiểu lầm. Coi như lần này cả lỗi của bọn ta lẫn lỗi của ngươi. Đây, Upray TV vũ mạnh, ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Cuộc sống hắn để làm chi chứ? Bình tĩnh đi Titan Laserman. Này Titan Radio Man, hãy lắng nghe ta. Nếu hôm đó bọn ta không xuất hiện cứu dân làng của các ngươi, liệu các ngươi còn có thể sống sót dưới tay của tên Skibidi Toilet Electric Man đó được không? Ta không quan tâm chuyện đó. Ngươi cũng thật cứng đầu đó. Được rồi, vậy thì hãy theo bọn ta tới thế giới của con người đi. Ta sẽ cho ngươi thấy lại cảnh tượng lúc đó. Được. Tới rồi kìa. Qua. Như thế giới của con người đang bị thứ gì đó đập phá thì phải. Hay lắm, đúng y chang như cảnh tượng lúc đó. Quái vật bồn cầu Electric Man cũng đang quậy phá thế giới của nhân loại. Ngươi nhìn kìa, rất nhiều người chết. Có thể gia đình của ngươi đã trốn thoát được, nhưng gia đình của người khác thì sao? Không lẽ ngươi muốn chứng kiến rằng bà con họ hàng, làng xóm láng giềng của ngươi chết sạch hết, gia đình của ngươi được sống được bình thường à? Nếu lúc đó bọn ta không xuất hiện thì ngươi nghĩ hậu quả của con người sẽ như thế nào? Đúng rồi đó. Còn cái việc đạn của bọn ta trúng lấy nhà của ngươi thì đó là điều bọn ta không muốn. Nhưng
là đánh đổi lại sự sống của nhân loại, còn to tát hơn rất nhiều. Không lẽ tôi đã sai lầm? Đúng vậy, việc trở thành một Titan không phải ai cũng muốn, mà đó là ý trời. Thôi được rồi, ngươi cũng đừng buồn chuyện vừa xảy ra nữa. Hãy cùng bọn ta giải cứu thế giới của con người đi. Được. Dài. Tiến lên. Mẹ kiếp, thứ quái vật khô kiếp yếu đuối này không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ kết thúc nó trong một đốt nhạc. Hãy để tôi, hãy để tôi tiên phong kết thúc nó, coi như là sửa chữa lỗi lầm của mình. Cuối cùng, nó cũng chết rồi. Thế giới con người lại được thiên